Ok, hello, chào mừng các bạn quay lại với channel Miền Nam Gamer. Thì bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm cho cái con dốc cao này các bạn. Đấy, ở video trước thì mình đã nói với các bạn là mình sẽ tiếp tục trải nghiệm ở video tiếp theo ở cái con dốc kia. Và bây giờ thì mình đã đang đứng trước cơ hội để mà chinh phục cái con dốc cực kỳ cao. Mình sẽ đi từ từ lên các bạn. Đó, xe này thì nó nhẹ cho nên là mình không cần phải vội vã gì đâu. Rồi, bạn nhìn thấy không? Trời ơi, những con dốc. Dốc này phải nói là ai ra đây. Anh hẹ này xuống nha. Rồi, chúng ta sẽ đi lên này. Mình sẽ đi lên và mình review lại cho bạn xem nha. Kiểu wow, quý các bạn xem nè, thấy chưa? Trời ơi, phải nói là con dốc này cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quá nha, không nói chuyện gì dài dòng, chúng ta sẽ đi lên. Nhưng mà nó dừng đứng vậy.
Bò lên trời ơi. Đánh qua đánh lại các bạn, nó vẫn bò nha, mình đang đánh qua đánh lại nó vẫn bò lên nha, từ nha. Lên được nha, đang vẫn lên từ từ này các bạn thấy không? Rồi lên tới này tụt mút rồi, cao quá trời này ha. Xong phim rồi, xong phim rồi, máy xe bên kia nó lên cũng không nổi luôn rồi, hạ xuống tiếp rồi. Sao mình đi chết chết rồi, chết rồi, chết rồi, tiêu rồi, lên 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 đây, mình đang đứng cái này các bạn, dốc rất là dốc luôn. Ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha, và đừng quên là để lại mình một like, một share và đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều, hẹn mọi người video tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ cho tài xế nó lèo xuống. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ghê quá. Rồi, ok, cảm ơn bạn đã nha, bye bye.